Oh,
cưa anh qua đây xem cô xem mặt cũng cho bạn xem có gì không không có không bỏ vào đấy chưa đứng ra đứng ra đứng đó thử cái ra kẹo đó các bạn thích không thích không rồi con tên gì anh hả bạn thân sẽ lấy kẹo nha coi bạn thân gì ở áo tuần này vậy đúng không này có gì không đây đầy lại nha đây bây giờ thân con mở quạt ra nha nha coi này mở quạt ra quạt 1, 2, 3 trong có kẹo nha được không rồi mở mở động ra sao con xem quạt không cho biết thằng rồi ông dạy cho cách làm lại nha nha nắm này ra mở mạnh này có gì đâu sợ đi nhá nắm không rồi mở làm lại 1, 2, 3 đủ chút đủ quá thật sao chứ không cần gì hết để làm lại nha rồi hỏi nè ai này ông chưa dạy thôi được rồi làm lỗi thấy chưa rồi thôi bây giờ thôi đây bây giờ con thổi vào cho có kẹo à, đúng rồi ngoài có kẹo con mở ra có chưa có rồi vỗ tay đi bạn thân làm có kẹo rồi đây cái này của bạn thân làm này đó bạn thân làm ba màu đó kẹo của bạn thân nha con ngồi xuống thì bạn thân quá đây cái này của bạn thân trước này đây rồi con ngồi xuống đó. Từ bạn này chưa có này đấy cái này may mắn mà đây.